Ok, vậy thì xin chào bạn, chúng ta sẽ trở lại với Hotspot 4 với campaign là ý đi. Vậy trong 3 lần trước thì chúng ta có làm cái gì nhỉ? Tích leo cả Hy Lạp, rồi sau Thổ Nhĩ Kỳ và đủ kiểu. Thì thực sự mà nói ra rằng là mình không biết là khi mà mình xử lý xong anh ấy thì liệu rằng chiến tranh là có kết thúc hay không ấy. Bởi vì trong cái cơ chế của Hotspot 4 thì rằng là nếu mà các bạn chưa hạ gục hết các quốc gia lớn thì bình thường rằng là cái chiến tranh này sẽ chưa kết thúc và bọn nó sẽ vẫn chưa đầu hàng đâu. Thì đến mới là điểm khốn nạn của Hotspot 4. Thì vậy nên rằng là mình đang xem có khi là xâm lược luôn nhá. Thì mình sẽ đánh bằng cách rằng là mẹ anh này có khi rằng là tập trung cho tôi về vị trí bên này này. Sau đó thực sự mà nói nhá, hôm qua nhá là mình nhìn cái chỗ số lượng kiểu các tướng này lâu lắm rồi nhá. Là bởi vì nhá mình quay cái vid của Ý là từ hơn một tuần trước và các bạn thấy cái vid đang khoảng tầm từ 5 đến 6. Và sau đó rằng là kiểu lâu lắm rồi rằng là mình không chơi campaign này lại và mình thấy rằng là wow, sao nhiều tướng đấy. Nhiều vãi cả trưởng ấy, mình không hiểu là quân đoàn Âu Dao mà nhiều thế được ấy. Nhiều tiên rằng là chúng ta sẽ cần khoảng tầm 1 3 sư đoàn sẽ đổ bộ từ bên này này, Dunkirk này. Đến Norwich và đủ kiểu đi. Đấy, ba sư đoàn kiểu này. À đâu, ba sư đoàn này phải cài lệnh như này. Invade này. Sau đó rằng là ba sư đoàn này sẽ invade từ đây vào Dover không nhỉ? Ê, ăn nhầm. Đấy, từ đây ra đây này. Khổ thế, cứ nhầm nhỉ. Đấy, ba sư đoàn sẽ vào đây này. Thì mình đoán ra là ấy thì rằng là người Anh đang bị kẹt phần lớn các đạo quân, các thủy binh của bọn nó đang ở bên phía Địa Trung Hải này. Bây giờ mình chỉ cần cái bọn Tây Ban Nha ấy là bọn nó hay tham chiến và sau đó rằng là hãy đánh gục cho mình cái Gibraltar. Thì coi như rằng là thủy binh của người Anh sẽ bị kẹt trong cái chỗ Địa Trung Hải này thì chúng ta sẽ dành tay mà xử lý cái khu vực phía biển này. Ok không? Còn lại thì bây giờ rằng là chúng ta đang có xử lý Hà Lan và đủ kiểu. Vậy nên rằng là mình rất mong các bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ cái mình. Và đó thì quá trình mà để chúng ta thành lập lại đế quốc La Mã thì nó còn còn khá là xa các bạn ạ. Còn khá là xa. Xa vời lờ đấy. Thực sự nhá các bạn nhá, nhìn nhá. Thì rằng là chúng ta sẽ cần phải làm gì nhỉ? Realize Roman ambition là mình sẽ cần phải chiếm Holland, Brabant, Tyrol, Alphaville, nhiều thứ quá. Nói chung rằng là tương lai còn lâu dài lắm. Thủy binh của mình ấy thì rằng là mình nghĩ là chúng ta hãy cần phải hủy hết cái lệnh này đi này. Thủy binh đây có phải hủy này. Xóa bớt lệnh ở đây đi này. Đấy, rồi ok, mình sẽ muốn rằng là cho con voi Scott lên trên này được không nhỉ? Đấy là trên này này. Thủy binh này của mình cũng lên trên này và làm con voi escort cho mình ở trên đây. Thực sự là cái thủy binh ấy là cái thứ mà mình thực sự là từ trước nay là mình chưa bao giờ quan tâm quá nhiều về cái này cả. Bởi vì rằng là mình chơi ngu, với cả rằng là chơi thủy binh nó cần quá là nhiều cái việc là micromanagement ấy. Có nghĩa rằng là xử lý mấy cái việc mà kiểu nhỏ nhặt ấy. Hết lệnh chưa nhỉ? Rồi ok, hết lệnh rồi. Thế nên các bạn có thấy đây nhá, là mình đang làm khá là nhiều thứ để mà có thể là triển khai được cái thủy binh của mình từ đâu ra đâu. Nó cứ bị kẹt cái nút gì, đéo hiểu. Gộp vào nhau tôi này, sau đó là đi con voi escort tôi lên trên này đi anh. Đấy, tập trung lên trên biển này, ở vô Albany này. Thủy binh này ở đây thì cũng xóa lệnh đi anh. Đấy, xóa lệnh đi. Ok, và cho tôi con voi escort lên English Channel như này này. À, nghĩa rằng là chúng ta vẫn chưa di chuyển quân đội ra khỏi đấy được à? Vấn đề rằng là mình đang rất cần là cái bọn Tây Ban Nha tham chiến vào cho mình để đánh gục cho mình cái Gibraltar kia. Thực sự ấy, bởi vì cái Gibraltar nó khá là quan trọng ấy. Thì mình nghĩ rằng là khả năng cao là rằng là chúng ta sẽ vẫn chiếm được khu vực vùng biển này thôi, thì cũng chưa việc gì phải lo lắm cả đâu. Hỏi chưa rằng là cái kiểu người Anh ấy, à đây, Tây Ban Nha tham chiến nhá. Tuy nhiên rằng là bây giờ mình vẫn cần phải chiếm vùng biển bên này thì vậy nên rằng là mình cần phải cử thêm thủy binh đâu ra đấy nhỉ. Đây anh ơi, gộp lại với nhau này. Đấy rồi ok, đi tuần tra vùng biển này cho tôi được không? Tại sao anh này làm gì nhỉ? Đấy cứ về cảng cái này. Rồi sau đó rằng là mình sẽ muốn làm con voi escort này. No accessible region đâu. Có nghĩa rằng là mình không di chuyển sang bên đây nữa. Có việc gì xảy ra ở đây mà mình không di chuyển qua đây được. Nó khó hiểu sao mình không kiểm sao không triển khai ở đây được nhỉ, khó hiểu đấy.
Rồi ok, Tây Ban Nha tham chiến rồi này. Hay là do rằng là cái chỗ Gibraltar này nó chặn mình nhỉ? Đấy, phá mình Gibraltar rồi, ok, xong rồi nhá. Thế thì anh ơi, anh có thể cho tôi thêm vùng biển bên này không? À đây, sang bên này hỗ trợ này. The form Gibraltar. Trong game này Gibraltar nó hơi lớn nhá, chứ thực ra nó không lớn thế đâu. Khoảng tầm xin là tăng này cho tôi tiến đây này. Đấy, vòng qua đấy đi cái này. Thủy binh của tôi thì cứ triển khai lệnh đi nếu mà được. Bao lâu xong nhỉ? Tập trung cho tôi toàn bộ thủy binh vào vùng biển này được không? Mình đã thực sự không biết rằng là chúng ta có chiến được cái kiểu màu xanh chỗ này được không ý. Bởi vì tình thế rằng là nếu mình không chiếm màu xanh ở đây thì có lẽ rằng là hơi căng một chút này. Không quân của cái bọn người Anh đang đánh bom thuyền của mình ở đây, thì vậy nên rằng là đó là vấn đề khá là lớn. Hủy đi, ra đây hỗ trợ tôi chiếm tôi vùng biển này đã, rồi sau đó mới sửa chữa được. Không sửa, không chiếm được thì tôi không cho về, được không? Thật là mệt mỏi. Mình còn thủy binh nữa không nhỉ? Holding Red cho tôi tiếp tục là convoy Scott này, cũng lên đến nốt này. Đấy, sao tập trung cho tôi vào cái convoy Scott đây này. Còn ai nữa không nhỉ? Chúng ta đang có khá là nhiều dockyard từ cái việc là mình chiếm nước Pháp ấy. Và sau đó rằng là bây giờ mình sẽ muốn làm cái con thuyền nó sẽ xịn một tí này. Rồi ok, Hà Lan đã sụp đổ, tuy nhiên rằng là chúng ta vẫn chưa chiếm vùng biển bên này. Thì vậy nên rằng là cái việc xâm lược của chúng ta bị kẹt cứng ở đây. Mẹ nó. Thế nếu bây giờ ấy là mình chiếm khu vực bên trên này sao nhỉ? Có đánh chiếm nổi vùng biển nào không? Khổ thế cơ. Vấn đề rằng là không quân của bọn nó đang làm khá là nhiều thứ ở đây, thì vậy nên rằng là có lẽ là mình sẽ cần phải cử thêm không quân đây nhỉ, để hỗ trợ mình xử lý cái vùng biển bên này cả đi. Bởi vì là nếu mà mình không hỗ trợ cái là bọn chết tiệt không quân của người Anh đang đánh chìm thuyền thủy binh của mình ở đây. Thực sự rằng là chơi game Hot Seven 4 có rất nhiều lúc rằng là các bạn chơi nó rất là cáu ấy, bởi vì nó có quá nhiều thứ cần phải micromanage. Tất nhiên là lúc không phải lúc nào mình cũng phải làm thế, không phải lúc nào cũng phải để ý được mọi thứ ấy. Đấy, đánh cho tôi mấy vị trí đi này. Mình nghĩ rằng là mình sẽ mất Ai Cập nhưng mà cũng chẳng sao lắm này. Anh nào chọc tôi qua anh Ankara được không? Không được rồi. Ở bên này chúng ta bị hở đằng sau rồi, tuy nhiên rằng là mình chẳng quan tâm nữa rồi. Đổ bộ được chưa? Thuyền tôi sao rồi? Vẫn chưa có một cái gì hỗ trợ được cả. Mất mẹ mấy con thuyền tàu ngầm rồi. Mất nhiều ấy. Mà trong khi đó là không có thuyền người Anh nào ở đây ấy. Thủy binh chúng ta cần phải quay lại để sửa chữa, không thì sẽ chết sạch ở đây. Rồi kệ đi vậy. Mệt mỏi thế, đánh kiểu gì bây giờ? Không quân của mình đâu nhỉ? Có khi là cần phải cử thêm không nhỉ? Ba ba bọn này quay lại đây để sửa chữa. Upgrade à? Thôi kệ đã này. Mình nghĩ rằng là sẽ cần phải cử không quân thêm để sang bên này hỗ trợ mình đánh đánh cho mấy cảng này cái này. Chuyện này hơi nguy hiểm quá. Các bọn không quân người Anh đang làm tất cả mọi thứ để phá hủy mình ở đây. Thì vậy nên rằng là đang khá là căng thẳng đấy. Thực sự là cuộc chiến tranh này là declare quá nhiều người. Trong khi đó bọn Đức bọn Đức của nó đang chả làm cái gì cả. Tôi cần anh là tham chiến và mình cần thủy binh. Thủy binh người Đức thì nó cũng có khá khá thuyền mà. Thì vậy nên rằng là nếu mà có bọn nó đây thì thực sự là rất là tốt và rất là ổn luôn. Tuy nhiên rằng là chúng ta vẫn chưa chiếm bất cứ một cái chỗ vị trí nào của xung quanh người Anh. Thì nếu bây giờ rằng là mình triển khai cả sang bên này được không? Được à? Thế ở đây được không? Thế mình đi vòng qua đây được nhỉ? Thôi rồi, để xem nào. Cho tôi khoảng tầm 4 sư đoàn này. Đổ bộ tôi từ đây lên trên này được không? Vẫn đi vòng qua đấy à? Xem nào, thế đổ bộ ra đây được không? Vẫn đi vòng qua biển Anh, căng quá nhở?
Thế đổ bộ từ đây xem nào. Đấy lên đây được không? Được, ổn, ok. Vào lệnh đi, vào lệnh đi, vào lệnh đi, vào lệnh đi. À, mình biết rằng là cái chơi kiểu này nó hơi có vòng vèo quá nhưng mà thôi cũng được, không sao cả. Bao nhiêu lâu nữa xong nhỉ? 28 ngày. Ok. Chúng ta cùng đợi nào. Thực sự rằng là cái việc đổ bộ này nó làm mình rất là mất thời gian và mình bị chết quá nhiều thiền đây. Tuy nhiên rằng là sau khi mình xử lý xong người anh thì mình sẽ khá là ổn nhỉ. Ổn không? Xem nào. Thủy binh vẫn đang kiểm soát vùng biển này. Ok, rất là ngon, rất là ngon, rất là ngon. Sửa chữa xong hết chưa? Ok này. Đầu tư mình về nhà máy quân sự nhé. Còn sau đó rằng là bây giờ chúng ta cùng đợi thôi. Nhớ like nhé các bạn nhé. Nhớ like nhiều vào. Và bây giờ mình có làm cái gì hỗ trợ không? Army regrouping. Cho mình thêm cái đấy nào. Lesson of history. Expand the Romanian oil field. Một trong những cái khu vực mà nếu mà muốn ăn giàu nhất ở châu Âu ấy thì là đầu tiên là phải Liên Xô này. Và thứ hai là Romania này. Romania với cả Liên Xô là hai quốc gia mình thấy rằng là ổn nhất để mà ăn giàu. Ankara đã sụp đổ rồi, tuy nhiên rằng là chúng ta vẫn chưa đánh được bọn nào, vẫn chưa chiếm được thủ đô bọn nó. Hổ thấy cái mặt trận nó xấu vãi cả ra ấy, mình không biết rằng là cái nào với cái nào. Tắt cho tôi cái Alliance cái đi nào, để mình nhìn cái bản đồ của mình đã, xem của mình cái mặt trận lệnh ở đây đâu như nào. Rồi, ok, anh thì cũng chẳng phải nói gì rồi. Anh thì sẽ cho tôi lệnh tấn công sang bên này đi nào. Đấy, triển khai đi cái này. Còn quân đội nào đây nhỉ? Vào đây này. Đấy, đạo quân này sẽ triển khai mình mặt trận đây này. Đấy, tấn công này. Ông này tham gia vào sư đoàn này đi này. Đấy. Khổ thế cơ, mình đang phải xem lại mặt trận của mình như nào cái. Cũng vào đây nốt này. Đấy, thêm level gì? Infantry Expert, tấn công này. Mặt trận cũng vào đây nốt này. Đấy, tấn công nốt này. Ông này sao? Ông này sao? Ông này thì tấn công tôi vào đây này, triển khai luôn đi này. Aggressively này. Ông này vào đạo quân này đi này. Đấy, rồi ok, xóa tôi toàn bộ cái lệnh này đi này. Chuẩn không? Quá chuẩn. Rồi ok. Ok, vẫn là không sao cả. Chúng ta hoàn toàn là người đổ bộ số lượng người Anh. Và sau đó rằng là mình sẽ chiếm được Liverpool. Đi phá sạch cái sân vận động của Anfield đi cái. Mình là Pham Anu các bạn ạ. Mình là Pham Anu thì vậy nên rằng là mình có một số cái sự thiên vị nhất định. Nó bị hở này, mấy ông này cũng bị ngu nhỉ. Đấy, ra thủ đô luôn này. Ổn không? Quá ổn. Đấy, có xe tải mà không đi luôn, thế mới tài chứ. Phá sập cho mình bọn Thổ Nhĩ Kỳ đi cái. Rồi ok, triển khai lần này. Sau đó rằng là đạo quân này chuẩn bị triển khai luôn này. Khiếp, không quân đây đang bắn thuyền của mình vờ lờ luôn này. Chính ra là cái việc chiếm cảng ở trong cái game gốc thì nó khá là dễ. Tuy nhiên rằng là trong Counter Strike thì các bạn chơi nó sẽ khá là thảm họa. Mình xin thề là vậy. Là bởi vì người Anh người ta kiểu phòng thủ tất cả các cảng ấy. Còn tuy nhiên rằng là trong game này nó không phòng thủ bất cứ cảng nào ấy. Và mình tưởng rằng là mình cho tấn công vào cảng nhỉ? Tại sao rằng là không phải tấn công cảng? Rồi ok, xong rồi này. Đạo quân đâu rồi? Đổ bộ xuống đây và tấn công tôi toàn bộ vị trí bên này. Aggressively nhé. Đấy, triển khai này. Tất cả sẽ ra cảng nào. Còn bộ binh của mình ở đây thì sẽ tấn công luôn đi này. Đấy, aggressively. Execute. Ông này đâu ấy? Hết rồi cơ. Nhanh phết nhỉ. Thế thì sang bên này hỗ trợ tôi xử lý xong cho xong Ai Cập đi cái này. Rồi sau đó rằng là mình có thể rằng là tấn công xuống Nam Phi luôn nhỉ. Có khả năng rằng là mình phải tấn công cả Nam Phi nữa mình mới thắng được ấy. Thì vậy nên rằng là thực sự rằng là mọi thứ nó khá là mất thời gian. Rất là nhiều thủy binh của mình di chuyển đây và nó bị bọn thủy binh của người Hà Lan đang giữ lại thì nó khá là cứt. Một phần nhiều của bộ binh của người Anh ấy là đang bị kẹt ở bên phía phía Nam này này. Thì vậy nên rằng là chúng ta vẫn sẽ khá là an toàn để mà đi xâm lược thôi. Đấy, tấn công đi. Xe tải đó nhờ. Đổ bộ xuống đây nào. Nhắc lại nhé là bộ binh của người Anh thì nó khá là tập trung khá là nhiều phía Nam này này. Đây các bạn nhìn này.
rằng là người Anh thì vấn đề rằng là chiến tranh nổ ra quá sớm với họ, thì vậy nên rằng là vãi à cút, đánh nhau kiểu gì đấy. Một kỵ binh của mình ấy là đi vòng ra đây tấn công chắp giòn rồi, cái này mình nghĩ rằng là sẽ không kịp. Thật là buồn. Đấy, chạy nhanh sang chắp giòn rồi cái đi này. Vị trí này của mình có vẻ như sắp chết rồi này, thì cũng hơi là mệt mỏi đấy. Còn ở phía nam này sao? Thực sự rằng là cái mặt trận này nó làm mình nhức đầu vãi cả ra ấy các bạn ạ. Bởi vì rằng là có quá nhiều tướng rồi, có quá nhiều quân đội ấy. Cái bọn chiến thắng trưởng rồi, ok. Bây giờ bọn the fall London rồi, ok. London sụp đổ đây rồi, chiếm nốt thủ đô còn lại của bọn nó. Liverpool chiếm đi, chặn tôi bọn này lại này, sao chưa lại Leeds luôn cơ. Leeds United hôm qua đã hay phết hay sao ấy. Sập chưa, sập chưa, sập chưa, sập chưa, vẫn chưa sập. Thủ đô mới đâu, Plymouth không phải này. Birmingham rồi, ok. Birmingham mình đang xem Peaky Blinders đóng ở Birmingham sao ấy. À súng mới ai, nhầm 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 Field Cannon này, súng này rồi, ok này. Một ông sang Plymouth rồi các anh, tại sao người Anh có quá nhiều thủ đô này. Chiếm chắp lọn tôi đi, mau lên. Boom, đã xong. Sập chưa nhỉ? Mình nghĩ là sẽ sập thôi mà. Destroy hole này. Xong chưa nào? Người Anh này sập rồi nhá. Tổ Nhĩ Kỳ chưa sập. Mẹ mày. Còn chỗ nào nữa? Lại còn van nữa. Tại sao nó lâu nhỉ? Có quá nhiều. Rồi cái người Anh sập đổ rồi. Thắng chưa? Chưa thắng. Vãi à cứt. Đánh này mệt mỏi vãi. Nghĩa là gì? Là các bạn sẽ cần phải là đánh cho bằng được đến hết mấy quốc gia cái gì đó, rằng là đánh như kiểu đến đây này. Madagascar. Mình phải đổ bộ từ đây sang phía Nam Phi được này, thì nghĩa rằng là bây giờ đổ bộ từ bên phía này này và cho mình bộ binh đổ bộ sang bên này này. Ổn không? Quá ổn luôn. Đấy, rồi ok. Đạo quân này thì sau khi xử lý xong người Anh rồi đúng không nhỉ? Thì bây giờ nhá, mình sẽ muốn rằng là một thằng, thì thằng này này. Hãy phòng thủ của mình cái vị trí người Anh đi, bởi vì rằng là mình sợ rằng là người Anh sẽ đổ bộ xuống lại lần nữa, thì vậy nên rằng là chúng ta sẽ cần phải bảo vệ cảng với cả thành phố đủ kiểu này. Đấy, cứ giữ mình cái thành phố này là mình nghĩ rằng là sẽ khá là ổn đấy. Còn lại thì hãy xuống phía một sư đoàn này, hãy xuống ra đây này. Đấy, hỗ trợ và xử lý tấn công tôi bằng được phía Nam này. Rồi, ok. Còn hai sư đoàn còn lại thì sẽ sang bên phía Madagascar. Thì mình biết rằng là cái chỗ Madagascar nó là cái khu vực mà nó có cái cơ sở tầng là tệ nhất chưa từng có. Thì tuy nhiên là hãy cứ kệ đi nhá, hãy cứ kệ đi. Thủy binh mình đâu nhỉ? Mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần phải hủy cái việc là bảo vệ khu vực này này. Không thì ít nhất rằng là mình sẽ cần phải cử một cái đạo thủy binh xuống dưới kia ấy. Như kiểu bọn này này, rằng là hãy xuống cho tôi phía nam này không. Toc Normandy à? Cho tôi tiếp tục con võ escort xuống dưới này đi. Mình không nghĩ rằng là có ai xuống cái này hỗ trợ đâu này, thì vậy nên rằng là chúng ta hãy cứ đi làm dưới này đi. Đợi khi nào thủy binh mình xuống đã. Và tại sao rằng là người Đức lại làm gì đấy đấy? Khó hiểu đấy. Anh ơi, anh xuống đây của tôi được không? Xuống đi này. Và tại sao rằng là chúng ta bị bao vây đấy? Bao vây tiêu diệt này, bao vây tiêu diệt này. Rồi sau đó rằng là mấy sư đoàn này có lẽ rằng là hãy xuống phía nam kia. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, nhiều thứ quá, mệt thật đấy các bạn ạ, mệt thật đấy, thực sự mệt mỏi vãi. Chúng ta còn 1,1 triệu người thì vậy nên rằng là cũng tạm là đủ chắc, mình nghĩ rằng là cũng không phải đến mức không đâu. Đấy, chiếm cho tôi một số vị trí nó còn lại này. Rồi sau đó rằng là mình sẽ muốn là quay xuống phía nam để xử lý mình cái khu vực phía Ai Cập kia đi cái, và Israel đủ kiểu này. Đấy, xong mày hỗ trợ này, chiếm lại cho tôi, giữ lại cho tôi bọn này đi. Đấy, cứu hai sư đoàn kia đi coi, và đánh cho tôi Cairo bằng được cái này.
6 ngày rồi đúng không? Một sư đoàn này xuống đây hỗ trợ này. Đấy, hỗ trợ tôi và xử lý tôi xuống phía nam này này. Chính hai này. Một sư đoàn này cũng xuống phía nam này và hỗ trợ xử lý này. Còn anh ra đây xử lý cho tôi cái bọn chỗ còn lại của bọn Thổ Nhĩ Kỳ này. Đấy. Mình thực sự rằng là mình chẳng biết rằng là mình cần phải xử lý thằng nào ấy. Nó có quá nhiều đứa cần phải xử lý mà mình không biết rằng là Ấn Độ hay là bọn Nam Phi là cái bọn khí gì nữa. Mẹ nó, mất thời gian. Bộ binh mình đến chưa? Đang đến đâu rồi? Vẫn đang giữa đường. thủy binh của mình vẫn chưa đến nơi à? Đến nơi rồi mà. Có vẻ như rằng là mình cần thêm thuyền đây nữa. Vì vậy nên rằng là tình thế nó khá là mệt mỏi nhở. Xóa tôi cái này này. Hết chưa? Rồi ok, thế thì cho tôi cái lệnh là xuống đến này hỗ trợ này. Xuống đây nào, xuống đây nào anh ơi, xuống đây xuống đây xuống đây xuống đây xuống đây xuống đây. Còn lại thủy binh còn lại của mình này. Chỗ này gộp vào nhau này. Và sau đó rằng là cho tôi một tướng mới này và hủy ở tôi toàn bộ chỗ lệnh này đi này. Đấy. Xuống ở tôi phía nam này và hỗ trợ tôi việc xâm lược vào cái bọn người Nam Phi đi này. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Đấy, bốn vùng biển này thì ok, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Chính hai rồi đấy. Trên này như nào rồi? Cắt cho tôi vào đây này. Thực sự đánh đến châu Phi ý, là cái việc mà đánh nhau nó mất thời gian đến thế nào là các bạn cũng cần phải biết rồi, rằng là phía châu Phi ý, một vấn đề của nó rằng là cái supply nó rất là kém, với cả rằng là cái hạ tầng, cơ sở tầng với cả địa hình nó, vậy nên là cái việc di chuyển nó sẽ khá là mất thời gian. Mình nghĩ rằng là mất thời gian là một cái understatement, mà nó mất rất nhiều thời gian hơn, mất cực kỳ nhiều thời gian. Ở phía này chúng ta mất sạch cái khu vực phía Ethiopia này. Còn bên này sao? Cái bọn National Spain này bọn nó đang làm cái khỉ gì đấy? Bọn mày làm tí này. À đâu đi di chuyển qua đây à? Ok cũng được. Mình lại mất thủy binh chỗ này à? Đâu rồi? Tại sao mày đang dock ở Normandy? No accessible region á? Có nghĩa rằng là mày không di chuyển ra đây được á? Tại sao cái Cape of Africa mình lại bị lỗi này? Khổ thế cơ, đâu hết rồi? Thì mình đâu? Này, đổ bộ xuống luôn này. Nhảy xuống luôn mà phát được luôn này. Mệt mỏi nhở. Thì bên này sao? Cho tôi một cái nữa đây được không? Không được à? Nghĩa rằng là mình không có cảng nào đây á? Hay là như nào? Mình cứ xem nào. Xem có đường nào khác đổ bộ xuống không? Thì mình sẽ làm cái điều đấy. Thì mệt mỏi nhá. Out of naval range. Nhưng vấn đề rằng là mình tưởng vừa nãy làm được ấy mà nhở. Tại sao là bây giờ lại không được? Thì nghĩa rằng là mình sẽ cần phải xâm lược từ vị trí nào khác à? Ở đây chẳng hạn này. Thì thôi rồi, thì có lẽ rằng là mình sẽ muốn cử một sư đoàn này đổ bộ từ đây này, ra đây này, vẫn phải đi qua vùng biển này, hơi khó nhỉ? Thế phải lên đây à? Xa vời quá nhỉ? Thôi rồi không sao cả. Đấy rồi ok, làm đi nhá, đỡ mất thời gian này. 7 ngày rồi ok, thuyền của mình thì đã sẵn sàng để mà vãi cứ ra chỗ nào vừa muốn đổ bộ cái lại mất luôn nhỉ? Mình có đang sản xuất thuyền gì không nhỉ? Mình nhớ rằng là mình có ở đây. Rồi ok. 13 thuyền mới này thì rằng là mình sẽ muốn là xuống dưới bên này hỗ trợ tôi chiếm được vùng biển đấy này. Xuống đấy đi, xuống đấy đi. Mau lên nào.
chúng ta kiểm soát khu vực Suez rồi, thì vậy nên rằng là nếu bây giờ mình đi vòng qua đây thì mọi thứ sẽ ổn này. Còn bên phía bọn mày làm gì đây? Tại sao mà di chuyển lâu đấy? Nói chung rằng là bên trên này thì mình đang đẩy được khá là ok, còn ở dưới này thì chúng ta đang gặp khá là nhiều bất lợi trong việc xâm lược cái người Anh ở dưới này. Thực sự là rất là mệt mỏi. Thủy binh ơi, chiếm cho tôi vùng biển này đi cái nào, tôi cần một cái cảng này xuống phía nam này luôn, tôi cần một vị trí. Hay là ở đây nhỉ? Cái cảng này được ấy. Ok, khổ thế, mình cứ đang định xâm lược cái gì nó lại bị lỗi cơ ấy, mệt mỏi vãi cả trường đấy. Đấy, vào lệnh đây này, triển khai này 7 ngày, tôi cho anh 7 ngày làm nhanh lên cho tôi cái. Ba xe tải xuống đây, xuống đầu chưa được, đi đi. Đấy, vòng ra đây này, chặn luôn này, tấn công khắp nơi luôn này. Còn ở phía nam này sao, triển khai chưa? Triển khai rồi này đúng không? Có vẻ như là được rồi đấy, thì redirect. Ok, thêm 4 nhà máy quân sự nữa này. Đổ bộ được, đổ bộ được, đổ bộ được. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Sau đó rằng là chúng ta sẽ đánh thẳng xuống luôn xuống Nam Phi nhá. Thì như thế rằng là cũng sẽ khá là ổn nhỉ. Boom, rồi ok, đã xong. Sửa lệnh nào. Chúng ta sẽ cần tất cả các sư đoàn này của mình là sẽ hỗ trợ cho mình là đánh ra đây này. Đấy, rồi ok. Đấy, đánh đi. Tập trung tôi cho tôi xuống phía nam này. Ông này cũng thế này. Đấy, đánh đi. Rồi ok, vào luôn đi nào. Và sau đó rằng là cả bốn sư đoàn này hãy tập trung luôn vào đây này và đánh cho tôi xuống phía nam này luôn này. Nếu mà cần ý, thì là mình sẽ đánh châu Phi luôn, à mình sẽ đánh Ấn Độ luôn. Thì Ấn Độ thì rằng là chúng ta sẽ cần phải đổ bộ từ đâu nhỉ? Mình đã không biết được rằng là bởi vì bên phía châu Á này mình không có cái gì cả lắm. Nó cũng hơi căng một chút này. Cắt cho mình một nửa chỗ này ra này, thì vậy nên rằng là người Anh nó sẽ chỉ phụ thuộc vào mấy cảng thôi này. Đấy rồi ok, bộ binh của mình đang dần dần là đẩy lui được người Anh rồi này. Anh xuống đây này, có vẻ như rằng là cái việc di chuyển qua cái vùng núi này nó sẽ khá là mất thời gian này và khá là mệt mỏi này. Praetoria này, đấy anh xuống đấy này. Đấy, xe tải này thì sẽ rằng là hỗ trợ lên mình xử lý mình cái phía bên này này, giải phóng cho mình cái khu vực phía châu Phi này. Nhỏ, nếu mình không đánh nhanh ý, thì rằng là người Mỹ sẽ tham chiến. Nhưng mình nghĩ rằng khoảng tầm năm 1941 thì có lẽ rằng là mình sẽ xong rồi đấy. Thật sự rằng là mệt đấy. Cái cuộc đánh nhau nó đang làm mình rất là mệt mỏi. Mình đang rất mong chờ rằng là cái việc đánh được Nam Phi thì nó sẽ sập luôn ý. Bởi vì rằng là xem nào, Nam Phi là cống hiến bao nhiêu nhỉ? 2%, Canada 2%, Australia 2%, British Raj là 8% à. Đánh số Paritoria tôi này. Một anh sang bên này tấn công tôi Leopoldville này, đánh sập cho mình bọn Belgian Congo này. Còn ở phía nam này thì nào rồi, đẩy xuống luôn đây luôn nào, kệ mẹ của nó. Còn anh xuống đây luôn này, đấy hỗ trợ này. Mechanized Infantry Offensive, Soft Attack. Thì anh chơi trước game này để có gì chiều mình chơi Horizon Zero Dawn. Mình vừa mua khoảng tầm 200 nghìn sao ấy, mua bằng tiền thưởng đỗ đại học của mình. Xem nào, cho tôi thêm Naval Dockyard. Đầu tư đi, mình sẽ muốn là chạy đua cái thuyền thủy binh với cả bọn người Mỹ luôn. Bởi vì nếu mà nói ra công nghiệp của mình bây giờ nó cũng không phải là quá tệ đâu nhỉ. Xem nào, công nghiệp của mình bây giờ không phải tốt lắm nhưng mà cũng được. Hơn 100 nhà máy dân sự. Người Mỹ có sẵn hơn 100 nhà máy dân sự ngay từ đầu game rồi nhá. Chỉ rằng là nó bị khóa để mà kiểu cho Mỹ nó đỡ OP ý. Tuy nhiên rằng là khoảng tầm năm 1938 đến 1939 thì người Mỹ đã phải gọi là mạnh nhất game rồi. Chủ yếu rằng là bọn nó có tham chiến hay không thôi. Mưa. Sao mưa được rồi này?
Vòng đường này này, đấy xuống đây này. Công Ngô cũng đang chuẩn bị tham chiến này. Vòng qua đây này, đấy rồi ok. Rất là ổn, rất là ổn, rất là ổn. Có lẽ rằng là mình sẽ muốn đầu tư cơ sở tầng đây nhỉ. Được không? Đầu tư tí đi nhá. Đầu tư quân đội của mình nó chết dần về cái việc là thiếu supply này. Vũ khí mình vẫn còn thừa bởi vì rằng là mình có khá là nhiều nhà máy mà sản xuất vũ khí. Với cả rằng là mình ăn vũ khí từ cái việc là đánh sập nhiều quốc gia ấy. Như kiểu Pháp và người Anh là mình ăn sập vũ khí bọn nó rồi. French Somalia. Ok này. Cho tôi sắt à? Ừ sắt đi nhá. Albany Winter Training and rồi ok, cho Po Valley đủ kiểu này. Mình không biết là cái gì lắm đâu. Vòng qua đây này. Đấy, vòng qua đây này. Đấy, rồi ok, vòng qua đây này. Rất ổn này. Đấy, chiếm rồi toàn bộ các cảng người Anh nhá. Đi vòng qua đây này. Đấy rồi ok, đi đi. Làm một chuyến đi vòng cái nào. Và sau đó rằng là anh ơi, anh di chuyển xuống đây của tôi cái nào được không nào? Nhanh lên chiếm luôn thủ đô của người Nam Phi cái đi. Thực sự rằng là nếu mình không đánh sập người Anh trước khi mà người Mỹ tham chiến ý, thì chúng ta cũng coi như rằng là thua cái bên này rồi. Thì vậy nên ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi. Tuy nhiên rằng là có vẻ như người Anh vẫn chưa chiếm cái cảng nào đâu, thì nó sẽ khá là ổn thôi. Mình cần cử thêm sự hỗ trợ đây không nhỉ? Rồi ok, sau đó rằng là mình sẽ cử quay lại nhiệm vụ nhé, là bảo vệ các cảng của người Anh ở đây. À, rồi ơi, mẹ nó. Mày đừng có tưởng rằng là tao đi rồi mà mày cũng làm một cái gì làm nhá. Nói chung rằng là cứ phòng thủ cảng đấy nhá. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà cứ phòng thủ cảng thì mọi thứ cũng sẽ ok thôi. Người Anh thì tuy rằng là nó sụp đổ ấy, tuy nhiên rằng thủy binh nó vẫn chưa đầu hàng đâu. Thì vậy nên rằng là nó vẫn có thể đổ bộ từ bên phía Bắc Ireland kia. Mình đã bị mất Sardinia rồi nhá. Phía Nam này sao rồi? Xem nào. Bộ binh này có khi rằng là cái lệnh này kiểu gì này? Đấy, tấn công cho mình xuống phía Nam ấy nè. Ra hỗ trợ đi cái. 18 sư đoàn này bị lỗi, nó vẫn chưa ra hỗ trợ bên kia được. Vòng ra Pretoria mau lên nào. Tình hình khá là căng thẳng đấy. Vào đâu vào nhá, vào đâu vào. Còn ở bên này thì chúng ta vẫn đang bình yên chân vải à. Đấy, hỗ trợ cho mình xử lý cái khu vực phía này này. Đạo quân này thì mình nghĩ rằng là hãy xuống phía nam này và hỗ trợ mình xử lý mặt trận bên này này và tấn công mình vào phía bỉ này. Mình muốn là đi vòng sang bên này và tấn công mình từ phía bên này nhá. Bởi vì rằng là người Nam Phi ấy, thì mình sẽ cần phải tấn công một cái Cape Town với cả là cái bên này nữa. Thì vậy nên rằng là xem nào. Artillery là loại mới này. Improve artillery upgrade, resistance occupation, có sự chống đối bên này nữa. Không quân của mình thì mình quá lười triển khai nhá. Thì vậy nên rằng là các bạn thông cảm mình nhá. Và người Đức, anh nó làm gì này? Mình đéo hiểu nó làm gì. Khi mà tôi cần sự hỗ trợ nhất thì các anh lại không đến giúp đỡ, không đến giúp đỡ tôi làm gì cả. Làm tôi khá là buồn. À, quân đội Nam Phi à? Mới đấy. Nam Phi đâu nhỉ? Đây. Mới được gần 5% thôi. Cape Town, tấn công xuống đi. Xem nào. Có vẻ như rằng không được rồi. Đây đi vòng sang bên này này. Thằng này đi đâu? Vãi là cứt bị bao vây này. Cho tôi một sư đoàn đi vòng sang bên này của tôi được không? Đấy, vòng sang bên này này. Hỗ trợ tôi các bộ binh đâu, bộ binh đâu, bộ binh đâu, hỗ trợ nào.
Nghiên cứu thuyền loại mới này, rồi sau đó rằng là bao vây tiêu diệt đi, đỡ mất thời gian nào. Đấy, tiêu diệt nào. Còn lại bên này mình đang bị bao vây à? Hả? Nếu bây giờ mình chặn hai đầu này vào nhau này, chặn xuống đây này, với cả vào đây này, đấy là coi như rằng là mấy sư đoàn này sẽ chết ở đây này. Bởi vì một cái cảng này tuy rằng là có cảng nhưng mà nó sẽ bị chết đói bởi vì là cái cảng không đủ lớn. Hỗ trợ tôi giải cứu Praetoria này cái đi. Thực sự rằng là mình đang rất là muốn xử lý xong bọn Nam Phi thật sự là rất là nhanh luôn ý. Ngay trong phát lần này là mình muốn thắng được ý. Thật lâu đấy, xuống đây hỗ trợ nào. Bắt được cái điệp viên của anh mình chẳng quan tâm đâu. Thực sự là chẳng quan tâm. Đánh vào hỗ trợ đi nào. Rồi ok. Rút lui về Praetoria nhé. Mình sẽ muốn là phòng thủ ở đây này. Người Nam Phi có vẻ như rằng là có khá là nhiều quân đội quanh đây. Đấy, xuống cái Cape Town này. Thủy binh như nào nhỉ? Không chiến vùng biển chỗ này à, mình không hiểu tại sao được cả lắm. Mà quanh đây mình sẽ không tham chiến này. Bởi vì rằng là người đánh kiểu gì bây giờ nhỉ? Có lẽ rằng là mình sẽ muốn là cử không quân xuống này nhá. Thì ở dưới này có sân bay nó. Có một cái sân bay. Thế thì bây giờ rằng là một cái sân bay ở Madagascar nữa. Thôi có lẽ rằng là nên chiếm cái sân bay đi này. Rồi sau đó rằng là mình sẽ cử không quân mình xuống đây này. Đấy rồi ok. Cho tôi khoảng tầm sân bay 600 cơ. Thế cũng ổn phết nhỉ. Đấy rồi ok. Có máy bay đánh bom nó không? Không có. Tôi có bay tạm vậy đó này. Air Superiority Interception và đủ kiểu này. Bây giờ rằng là mình sẽ muốn lên đây xem máy bay của mình như nào nhỉ. Mình có một hạm đội trên này. Thế thì hạm đội này xuống đây hỗ trợ cho mình ở phía này này. 140 sẽ xuống dưới này hỗ trợ cho mình phía Nam Phi này. Máy bay loại mới nhỉ, quên mất chưa nghiên cứu luôn. Hổ thế cơ. Như nào rồi? Mình đang áp sát lại vào Praetoria rồi này. Mình đang muốn là cử cái bọn sư đoàn kỵ binh của mình di chuyển xuống phía nam này này. Rất là ổn này, rất là ổn này. Đấy, xuống đây luôn này. Rất là ổn. Rồi ok. Na Uy á. Mẹ nó, nhiều đứa tham gia đấy. Cruise the hole cái này, mình chẳng quan tâm được nữa đâu. Na Uy thì nó phải imagination lắm nhỉ. Bọn này thì mình không sợ lắm đâu. Thì Na Uy thì mình chỉ sợ rằng là bọn nó sẽ có thêm cái kiểu cho dù mình đánh sập Nam Phi nữa ấy, thì là bọn nó vẫn chưa đầu hàng. Thì đấy là một điều khá là ăn cứt. Thực sự ăn cứt vãi. Xe tải ấy, là đi vòng sang bên này này. Đấy rồi ok này. Còn anh thì whatever, đi đâu cũng được. Đấy anh này đi vòng ra đây này. Bao vây tôi hai sư đoàn của người người gì nhỉ? Người Ấn ở đây. Này có lẽ rằng là chúng ta sẽ cần phải làm khoảng tầm 3 phát. 3 phát thì mình mới thắng được ý. À 4 phát nữa. Ồ ngon. Ui thế bây giờ có nghĩa rằng là chúng ta có đường đổ bộ xâm lược cái bọn Ấn Độ rồi này. Rất là ngon, rất là ngon, rất là ngon. Cái tôi cần bây giờ ấy là chiếm tôi Cape Town mà được này. 5 ngày nữa, ok, 5 ngày nữa, 5 ngày nữa. Tuy nhiên rằng là có vẻ như rằng là có sự phòng thủ khá là đông đủ đây này. 4 sư đoàn, 5 sư đoàn, 6 sư đoàn người Nam Phi với cả người Canada đang đây. Bao vây và tiêu diệt này. Không quân của mình vẫn đang kiểm soát này. Bởi vì rằng là người Anh nó bị bắt nhà máy của bọn nó rồi. Thì vậy nên rằng là cái nền công nghiệp vũ khí bọn nó sẽ chết sạch ở đấy luôn. Tủ anh ơi. Tù quá. Đứng yên. Đừng công nữa. Bị mất sạch hai sư đoàn đấy rồi. Ổn thế cơ. Bên trên phía bắc này thì coi như rằng là chúng ta đang gần như là xử lý được người Anh ở trên này rồi.
1940 rồi, gần như là 1941 rồi, và mình vẫn chưa xử lý xong người Anh được. Cái phe đồng minh này khó chịu thật đấy. Thường là đánh bại người Anh thì coi như rằng là chúng ta thắng rồi đúng không? Tuy nhiên rằng là mình thật sự là khó hiểu là tại sao rằng là mình vẫn chưa thắng được ở đây. Thì nó rất là mệt mỏi. Xử lý cho tôi này. Bọn này chắc chắc rồi nhá, thì chúng ta cũng chẳng cần phải quan tâm lắm đâu này. Còn ở phía nam này thì Leopoldville, Cape Town này có vẻ rằng là có rất nhiều sự phòng thủ ở đây. Thì mình sẽ cần bao vây nó vào thì mình mới thắng được. Còn cái sân bay nào không nhỉ? À đây, ok. Soviet Union declare war. Cơ sở tầng ấy thì mình sẽ muốn đầu tư vào đây luôn này. Đấy, đầu tư luôn đi cái này. Chẳng quan tâm gì nữa đâu. Vãi cứt. Ba Lan sẽ bị xâm chiếm bởi bọn Liên Xô à? Cũng ổn đấy. Nếu mà Liên Xô mà xâm chiếm cả bọn người Anh nữa thì cũng rất là ổn luôn. Thì cũng coi như rằng là mình sẽ là bá chủ châu Âu bây giờ luôn rồi đấy. Thuyền lợn mới này. Thôi rồi, đầu tư mình về thuyền thủy binh nhỉ. Đấy, đầu tư này. Có lẽ rằng là mình sẽ muốn sáp nhập luôn cả bọn Romania vào nhá. Belgium, Congo, vị trí bên này nó quá là yếu supply, thì vậy nên rằng là mình sẽ chỉ dùng số lượng để mà áp đảo nó thôi. Còn bên trên này sao rồi? Tôi cần bao vây các vị trí bên này vào đi này. Bao vây Cape Town vào. Mau lên. Khiếp, cái xe tải hết sạch cái cả vũ khí này. Coi như rằng là bọn đi bộ luôn rồi. Mình còn 5 phút nữa mình quay, thì vậy nên rằng là 5 phút nữa. Cố chiếm bằng được 5 phút nữa rồi tôi cơ ơi. Hỗ trợ xuống đây nào, lên nào. Đừng để mất vị trí này để mà bao vây mất sạch hai xe này của tôi cái nào. Bao vây Cape Town này cái. Tôi cần bao vây từ mấy phía vào thì mới thắng được. Anh ơi, anh đứng yên đây đã. Nhá, anh đứng yên đây đã này. Ơ, hổ hết cái đỉ mẽ nó. Mất 10 ngày rồi. Thực sự là bây giờ mình không bao vây được thì coi như rằng là mình không thể nào mà thắng được bọn nó ở Leopoldville. Ở bên Campuchia thì nó có đặt cái Sihanoukville bởi thằng cha Sihanouk. Mạnh thằng đấy. Cái cảng này, cảng đặt tên là Sihanoukville này. Mình không biết giờ tên nó là gì nhưng mà chỉ biết là ngày xưa là Sihanoukville thôi. Đấy, mất cái vị trí rồi, không đánh được. Khổ thế. Chẳng lẽ rằng là mình phải bao vây tất cả, chiếm tất cả mảnh đất của người Nam Phi thì mình mới đánh vào đấy được à? Thế Nam Phi rằng là nếu mình không cần phải chiếm Cape Town thì mình thắng không? Chả biết được lắm. Xử lý nó đi. Trên này sao rồi? Rất là ổn. Belgian Congo has capitulated rồi nhá. Còn thằng nào nữa không nhỉ? Có lẽ rằng là bao vây và tiêu diệt mình sẽ đoàn đi. Đấy, tiêu diệt đi. Tiêu diệt đi. Xem nào. Increase Fiat. Mày ngồi trước mày hay xem mấy cái vid mà kiểu cách đọc tên của mấy cái hãng sản xuất ấy. Nó đọc là Fiat hay cái gì ấy. Chả biết lắm. Italo Balbo. Vãi cứt mất ông tướng luôn. Thế mới tài chứ. Nhưng mà nhiều tướng quá. Mà toàn đứng dở luôn thôi các bạn ạ. Toàn đứng dở thôi. Bên dưới này có vẻ supply của bọn nó khá là ok này. Thì vậy nên rằng là khá là căng đấy. Khá là căng. Supply ổn vãi. Các bạn nhìn này, supply vũ khí đầy đủ luôn. Organization không thiếu một chút nào cả. Đấy, chiếm tôi vào đây này. Một anh đi vòng ra đây xe tải này. Đấy. Giữ tôi thẳng lại à. Giữ lại, giữ lại, giữ lại. Ê, giời ơi. Ăn hại quá, ăn hại quá, ăn hại quá. 8 ngày nữa cơ. Tôi cần một sư đoàn nó hỗ trợ tôi xử lý bọn này không? Không kịp. Không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp. Sao Cape Town thì mà mạnh nhỉ? Khó hiểu đấy. Vậy bây giờ người Mỹ là có cơ hội nào để tham chiến không nhỉ? Bởi vì rằng là mình thực sự là không muốn là bọn tham chiến ý. Cái cây của bọn nó là cây gốc luôn này. Nó không có sửa đổi gì luôn cả luôn.
Rồi ok, máy bay đánh bom này. Loại mới luôn. Rồi ok, bao vây được rồi. Mình sẽ muốn rằng là tấn công từ ba phía luôn này. Tuy nhiên rằng là mình sẽ cần thêm quân đội đây nữa này. Ở bên này thì bọn nó mất cảng rồi, thì vậy nên rằng là chúng ta sẽ bao vây và xử lý bọn nó được này. Rất là ngon này, rất là ngon này. Hỗ trợ tôi cho tôi xử lý bọn này này. 7 sư đoàn cơ. Sao mà nhiều đấy? Fighter này, dive bomber. Đầu tư tôi này, mình sẽ muốn rằng là đầu tư vào không quân một chút đi này. Chẳng lẽ là mình phải sản xuất thêm cả máy bay đánh bom đây nữa này. Chosky survive assassination attempt. Cho tôi thêm dive bomber. Các bạn nhìn xem là gần như rằng là cả thế giới là của mình rồi ý. Nhưng vấn đề rằng là cái bọn chó chết tiệt người anh kia nó không chịu đầu hàng. Rồi, thôi kệ đi. Thì vậy nên rằng là hôm nay series này sẽ dừng lại tại đây nhá. Ân hại Thôi kệ đi nhá. Mình rất mong bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ kênh mình. Và đó, bye bye. Đường địa tôi cái nào.